Rồi mấy con tự hỏi hồi nào bây giờ con chưa biết Phật pháp, con đã sống ngon lành thì chúng ta như vậy biết bao nhiêu sự đau khổ mà nuôi con không? Nhưng bây giờ con biết Phật pháp rồi, con bước đường con xin cha con sống con như thế nào cả, nghĩ về cái nhân quả sao hết? Cái nhân quả trước kia mà con làm ác sao hết? Thầy trả lời cho con sạch bóng hết. Ngay từ bây giờ mấy con biết làm thiện nó chuyển hết cái ác của con. Cũng như bây giờ, ngay bây giờ mấy con thấy trong gia đình mình nó bất an người, mấy con sống thiện. Cứ chuyện gia đình tôi cho thuận, nhờ cái sự mà sống thiện với con, nó chuyển gia đình của mấy con bắt đầu vợ chồng, vợ chồng trong nhà, nó sẽ hòa thuận trong nhà. Mấy con sống thiện mà, hồi nào bây giờ mấy con chưa biết cái gì, cho nên vợ chồng hay cãi cọ. Nhưng mà biết rồi á, thì mấy con sống cái đạo đức, cái đạo đức chân thiện, thì biết vợ chồng là nhớ của khác này. Cho nên thành trước giờ tặng với con. Hồi đó thì cãi, hay đâu á, bây giờ thì con cãi rồi, con thấy nó ai như thế nào. Chứ con có cãi là con vui vẻ, vẫn vui vẻ hoàn toàn, chứ không phải nó cãi mà hợp trong lòng của mình. Con hai mấy con nói, mình đã phá tan đi cái ác mà lại cái thiện, nó con chuyển ác. Cho nên là gia đình mình hạnh phúc. Cho nên thầy nó còn phát rất hay, rất tuyệt vời.